Buổi sáng bất ổn. Khải ơi, Phương ơi, sáng rồi dậy tập thể dục đi con. Khải, đứng dậy đi vào gọi bà ngoại dậy đi. Chả mấy khi bà ngoại xuống chơi đâu, để mẹ ra kia mẹ mua đồ ăn sáng cho bà nào. Cô ơi, cháu bên điện máy giao tivi cho nhà mình đây ạ. À ừ, cháu mang vào trong nhà cháu lắp cho cô cái, giờ cô đang bận tí. Dạ vâng vâng, cháu vào cháu lắp luôn nhá. Rồi, bây giờ cả nhà mình tập thể dục buổi sáng nhá. Buổi sáng 1, 2, 3. Ôi dồi, mới sáng ra mà tập thế này thì chết rồi. Thôi Khải ơi, con dẫn bà vào trong nhà nghỉ đi. Khải bật thời sự cho bà xem nhé, để mẹ đi xuống nấu cháo cho bà. Bảo mày mở thời sự cho ba xem, mày mở cái gì đây hả? Cái vớ cái bẩn gì đây? Đưa điều khiển đây. Ba đã bị đau lưng, mở cho ba xem quà tặng cột sống. Đấy, ngồi chơi với bà đi để mẹ xuống mẹ nấu ăn. Ôi, cứu tao gái ơi. Ôi, cứu tao gái ơi. Cho bà nghe. Đi xuống bếp nấu ăn đi. Đua đây. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Đài tivi này, nói bao nhiêu lần không được. Hàng xóm thì đang đam ma, nhưng bà cứ mở nhạc ầm này thế à? Đâu? Đam ma ở đâu hả cô? Ta đến giờ phân biệt cụ về nơi chín suối, những cái tình hội người cao tuổi còn mãi đến ngàn.